Tối ngày 23 tháng 9, Bộ Y tế cho biết có 9.472 ca mắc COVID-19, trong ngày có 6.262 bệnh nhân khỏi. Cụ thể, tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 9 đến 17 giờ ngày 23 tháng 9, ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.060 ca so với ngày hôm qua tại 33 tỉnh. Thành phố có 5.344 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 5.052, Bình Dương 2.764, Đồng Nai 760, Long An 190, Kiên Giang 163, An Giang 109, Tây Ninh 86, Tiền Giang 67, Cần Thơ 53, Đắk Nông 33, Đắk Lắk 25, Khánh Hòa 20, Quảng Bình 20, Đồng Tháp 19, Hà Nam 14, Ninh Thuận 9, Thừa Thiên Huế 9, Bình Định 9, Bình Phước 8, Bạc Liêu 7, Cà Mau 7, Bình Thuận 7, Phú Yên 6, Quảng Nam 5, Hà Nội 5, Quảng Ngãi 4, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Đà Nẵng 3, Gia Lai 2, Trà Vinh 2, Quảng Trị 2, Hải Dương 1, Thanh Hóa 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương -1.415, Thành phố Hồ Chí Minh -383, Đồng Nai -170. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 723.962 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.226. Tổng số ca được điều trị khỏi là 493.488. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.696 ca. Trong ngày, ghi nhận 236 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 175, Bình Dương 37, Long An 7, Đồng Nai 6, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Bình Thuận 2, Tây Ninh 2, Tiền Giang 1, Hà Nội 2, Bình Định 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca. Ngày 22 tháng 9 có 463.597 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 36.152.556 liều, trong đó tiêm một mũi là 29.094.447 liều, tiêm mũi 2 là 7.058.109 liều,